trao cho. Chính lúc đó Chúa lại hiện đến, bao hoang mang cứ ngỡ là ma. Nhưng Ngài đã nói, sao anh em cứng lòng, cứ rờ mà xem mà đâu có như thầy. Xin Ngài cho con đây tin vững, chính Ngài đã chết và phục sinh. Xin Ngài cho con làm chứng nhân, chính là tuân giữ giới răn Ngài. Ta đôi lúc không nhận ra Chúa, nhưng khi lòng trôi theo bát thiền, để cuộc đời mình nhận ra Chúa, hãy năng đọc Kinh Thánh luôn luôn, sống với Chúa, sống lời Chúa nói, sẽ chiến thắng bóng đời gian dối. Bao lời Ngài nói như sao hôm dẫn đường, dẫu đời mù đen nhưng ta vẫn an lòng. Xin Ngài cho con đây tin vững, chính Ngài đã chết và phục sinh. Xin Ngài cho con làm chứng nhân, chính là tuân giữ giới răn Ngài.